Quyết thì cảm thấy rất là vui khi đã chọn được một cái mặt bàn của nhãn hiệu Besuc. Thì mọi người đều biết thì việc đầu tư cho các con học là rất là quan trọng. Thì Quyết đã cũng đã tìm hiểu rất nhiều những bàn học của các em bé, và đặc biệt là những cái bàn học cho những trẻ em học lớp 1. Thì sau này để cho con mình nó được thoải mái nhất thì Quyết đã lựa chọn mặt bàn học của nhãn hiệu Besuc. Mặt bàn Besuc thì mang cái màu sắc rất là trẻ và rất là hợp với các trẻ nhỏ. Đặc biệt là nó có nhiều tính năng rất là tốt, khi vừa có thể là chống cho con đỡ bị đau mắt, vừa có thể là cho con không bị mỏi lưng. Cái đấy là cái rất là quan trọng đối với trẻ nhỏ. Rất là vui khi con mình học rất là thoải mái và rất là tự tin khi ngồi ở cái mặt bàn học Besuc. Với bàn học thông minh Besuc, bé sẽ hình thành một thói quen tốt về tư thế ngồi học hàng ngày. Điều này sẽ giúp trẻ tránh được nguy cơ cận thị, gù lưng và cong vẹo cột sống.